Sáng nay ngày 22 tháng 5, tại giao lộ đường số 20 và 21, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức đã xuất hiện một hố sụp giữa đường gây mất an toàn giao thông. Trước tình trạng trên, người dân sống gần đó đã dùng cây xanh, biển báo để cảnh báo người tham gia giao thông qua lại khu vực này. Trao đổi với PLO, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức cho biết, Ủy ban Nhân dân phường đã nắm được thông tin nên đã thảm đá tạm thời để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua lại. Bước đầu, nguyên nhân xảy ra tình trạng sụt lún này là do đường ống cống bị bể, khi xe tải lưu thông qua khu vực này đã gây nên tình trạng sụt lún như trên. Dự kiến vào sáng mai ngày 23 tháng 5, Công ty Dịch vụ Công ích thành phố Thủ Đức sẽ khắc phục sự cố hố sụp, trả lại hiện trạng ban đầu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực này. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.